tay trưởng, duỗi các ngón tay thẳng tự nhiên, ngón hơi cong về phía lòng bàn tay, hơi lõm các ngón tay, hơi cách nhau, có hình lá sen hơi tròn, gọi là trưởng. Tay quyền nắm đấm, bốn ngón tay cuốn lại tự nhiên, ngón cái ôm trên đốt thứ hai của ngón trỏ, gọi là quyền. Yêu cầu mặt nắm tay bằng phẳng, không gồ cứng. Câu, đốt thứ nhất của cả năm ngón tay chụm lại tự nhiên, gập cổ tay lại. Cảm nhận lòng bàn tay có thể chứa một viên bì nhỏ, đỉnh câu khớp cổ tay không có cảm giác nghẹt. Bộ hình, động tác của chân có bốn bộ pháp: mã bộ, cung bộ, hư bộ, trục bộ. Mã bộ, tư thế đứng nghiêm, hai chân bước ra mở rộng bằng hai lần bả vai, co gối, thân thể ngồi thẳng, hai bàn chân nằm trên một đường thẳng ngang song song, không mở chữ bát, không kiễng gót. Cung bộ, chân trái bước lên, khuỵu gối, không vượt quá mũi chân, chân trái đỡ trọng tâm, chân phải duỗi thẳng phía sau, bàn chân hơi chếch ra ngoài từ 35 đến 45 độ. Khoảng cách hai chân cách nhau 10cm, không nằm trên một đường thẳng, gọi là cung bộ chân trái. Khi thu về, hai chân bằng vai, làm như vậy sang phải, gọi là cung bộ chân phải. Trục bộ, tư thế đứng nghiêm, hai chân bước rộng bằng hai lần bả vai, thân trên thẳng. Hai bàn chân luôn bám đất, đầu gối phải thẳng. Hai bàn chân luôn nằm trên một đường thẳng và song song với nhau.
hư bộ, tư thế đứng nghiêm, mở mũi chân trái quay sang 45 độ, khuỵu gối trái, chân phải đưa về phía trước, gọi là hư bộ chân trái. Hư bộ chân phải làm ngược lại. Chú ý, động tác này thân người luôn thẳng, trọng tâm luôn ngồi lên chân sau, không lao về phía trước.